Ok, và tiếp đó mình xin giới thiệu cái Lister Reducing Valve. Lister Reducing Valve này là loại vật liệu là đựng đồng. Cái thông số của nó là kích thước là 20A. Fluid của nó là water, kit là water. Và mấy bạn để ý cái này nha. Cái fluid này mỗi lô van nó có thể design đặc biệt cho một loại fluid thôi. Khí hoặc water hoặc liquid. Bạn để ý này, có phù hợp với hệ thống hay không. Cái indicator của nó là 43. Cái lò re của nó là 1.93. Có nghĩa là nó sẽ reduce áp suất từ 43 xuống 1.93 để cho cái phù hợp với cái thiết bị của nó kết nối vào để không bị quá ép ấy. Đó. Không. Này, hàng này cũng chuẩn ấy. Có dung hít nè. Cái thước nè. Hàng sản xuất nè. Dung hít nè. Này là vật liệu ấy, cho là vật liệu ấy. Này cơ cấu như cũng như cái lò xo ấy. Nó có cái lò xo để nó xét tin đây nè. Tùy thuộc áp suất mà nó xét lò xo hôm nay. Các bạn muốn tìm hiểu rõ thì mở cái bản vẽ chế tạo nó, cấu tạo nó, mình sẽ hình dung kỹ hơn. Ok.